Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với Phú Yên Channel. Trung Nguyễn đang có mặt trên tuyến đường độc lập ven biển của thành phố Tuy Hòa trong chiều mùng 7 Tết. Thời tiết ở Tuy Hòa hiện nay khá lạnh. Tuy nhiên các bạn thấy cũng có rất đông người xuống biển Tuy Hòa vào thời điểm này. Họ thường thơ lo kẹo kéo để mà ngồi thành nhóm cùng ca hát với nhau những ngày sau Tết. Các bạn thấy công viên ven biển Tuy Hòa hiện nay khá đẹp. Có rất nhiều những kiosk bán hàng để mà bán nước phục vụ du khách. Vào dịp hè thì ở những khu này đông nghẹt người luôn nha mọi người. Người dân Tuy Hòa thường có thói quen tắm biển vào buổi chiều. Biển Tuy Hòa hiện có rất là nhiều dự án đã và đang xây dựng khá đẹp, tạo nên một diện mạo rất là khác so với trước đây. Đây là dự án của Resort Rosa Amba, tiêu chuẩn 5 sao nha mọi người. Phía trước xa xa, các bạn thấy thấp thoáng có một ngọn tháp. Đây là tháp Nghinh Phong, nằm trong quảng trường Nghinh Phong. Hiện công trình này đang trong quá trình xây dựng. Mặc dù tháp Nghinh Phong vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, nhưng mà các bạn thấy hiện vào buổi chiều sẽ có rất đông người đến tham quan tháp Nghinh Phong này. Tháp Nghinh Phong nằm trong quần thể của quảng trường Nghinh Phong. Đây là một kiệt tác nghệ thuật được lấy ý tưởng từ gành đá đĩa, một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất ở Phú Yên hiện nay. Công trình này dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ở đây có rất là nhiều bậc tam cấp, các bạn thấy rất là giống với gành đá đĩa ở Tuy An Phú Yên phải không ạ? Công trình tháp Nghinh Phong này được lấy ý tưởng từ gành đá đĩa, kết hợp với đó là truyền thuyết
Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra trăm trứng. Tháp được chia làm hai bên cân xứng, mỗi bên gồm có 50 khối đá được xếp từ khối đá lớn đến khối đá nhỏ chồng lên nhau tạo thành tòa tháp. Những khối đá này là đại diện cho 100 người con, trong đó 50 con sẽ xuống biển và 50 con sẽ lên núi theo như truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Các bạn thấy ở giữa hai tháp có một cái khe. Khi mà công trình này hoàn thành thì mọi người đi qua cái khe này sẽ nghe những âm thanh rất là lạ tai khi mà có gió. Những âm thanh này sẽ thay đổi tùy vào cái sức gió mạnh hay là nhẹ, giống như là những cái bản nhạc. Còn đây là những công trình phụ khác tại quảng trường Nghinh Phong. Phía trước đó là ngọn hải đăng thu nhỏ được xây dựng tại công viên ven biển Tuy Hòa này nha mọi người.
Thank you.